quy trình bơm xếp rút ra. Bơm lần từ từ thôi. Rồi gắm vô lại. Nghe cái cặp. Rồi. Quá vô. Quá lại. Rồi. Rồi cái bơm nước đây quay. Bơm nước đây quay. Đây là quay cứng. Tiếp qua. Rotation. Tiến đi đầu vô. Đây. Bơm và nước. Chưa có rồi. Đúng quá mềm đấy. Quay này là quay 18. Có hình như có. Còn đây là quay mềm quay 35. 0.35. Bày rõ rồi. Dạ thôi bơm vậy. Rồi cười lên cái thơ. Nó cái bít teo. Đây là cái bít teo. Này bằng chứng chứng tỏ hay gì? Có đi học đây bít teo cái đầu cong cho cái này nè cho nó thấy mặt mày nè. Đi đi thoải mái hơn rồi thôi. Thoải mái. Mình quay cái đi thoải mái. Mở cửa mà mèo. Có. Chưa. Nào có đi gọi thầu mời thầu. Đi có thì đưa lấy lên chụp trước. Đưa bít teo lên chụp đi. Đưa quay con năm. Quay 35. Quay con dây 35. Bít theo. Có mấy giặt máu được coi dơ cho nó sạch sẽ. Chị quảng lên hình cho nó mình nét. Hình cho nó ếch. Rồi bữa đi báo cáo. Vừa mang ra vừa mặc vào vô trùng cảnh luôn hay cho nó ngại vô trùng mà nãy giờ rất chụp máy sao nhìn thấy tao người ta nó chiều cao tao cao lên tao coi chút hạ thấp xuống cao lên vậy nè lấy cái ghế quay phần trên có ai thấy phần dưới rồi đúc lên đẩy bàn xích lên. Nhắc lên em quá hả? Hả? Ghê vậy? Cái gì đâu? Nó nói chấm rồi. Khỏe hay. Thôi lết lết là tốt kìa. Chúng là gắn rồi. Lết kia chưa? Heparin lết chưa? Ngọc. Rồi. Xây gì đâu? Tùy tùy theo bao nhiêu độ trên máy ấy, nó chỉnh ra nó đó. Nó trên máy nó đo hết bao nhiêu độ góc bao nhiêu á. Cái gì trên máy nó cái gì thêm được nữa. Mở mở chưa? Mở đi mở. Cái đó là máy đó máy này cái gì vậy? Giới hạn của cái máy. Đâu có hay nó hay ngang luôn cũng được chứ cái hạn gì không cái đầu ngang là cái ngang ngược lại nó cái ngang nó cấn gì không có cấn gì không không coi coi vướng cái bà nó cái chân đế á không vướng mà sao đi được bò mở ra mở ra đấy không nó tới đó hết cái rồi cái đường cái chữ C nó tới bò đi ngã ra anh ngược lại thì được ngược lại thì nó tới như kia. Sao có một cái quầy cứng vậy? Tại vì đi đi đây mà làm có mặt có cái đèn mà. Zoom hình lên chút đi.
Dùm mà. Dùm nha. Dùm nha. Dùm nha. Ờ, rồi ok. Ừ. Còn nguyên quân kia coi, được không? Mình thì xíu mà. Nó cũng được, nó được. Thứ ba nó bụng thuốc. Mắc cơ của cái chân nó nhìn ra cơ cái chân nó nhỏ. Ừ. Ngắn. Chân mắc cơ của chân ba. Nó ở đây. Nó chia người. Trước xong cũng xong, ai cũng 7 8 giờ về cái kẻ đâu ta. Đây là chân ngắn. Không mắc quán như kém ta.